cái HK3 này để chạy ảnh phóng lớn, giúp cho cái tấm hình của chúng ta nó rất là đẹp. Đây anh em có thể nhìn thấy ở đây đó là cái da của chúng ta nó nổi hạt lên là một này, xong đó thì nó gai thêm một xíu nữa, cảm giác da đã rất là phê. Đây là cái HK. Còn cái căng mọng này thì nó sẽ giúp cho hình của chúng ta nó căng mọng nhưng không có gắt. Xin lỗi mọi người là hôm nay cái máy tính của mình nó hơi bị trục trặc một tẹo, nó không lên được, cho nên là mình vừa mới phải fix lại một số cái lỗi cho em ấy. Không biết là anh em nào còn hóng không nhỉ? Mới cài lại cái máy tính cho nên là cái âm thanh nghe nó không được đã cho lắm. Lúc chiều này Cường có lên lịch đó là 10 rưỡi là 22:30 là livestream để hướng dẫn anh em cài đặt Neat Image. Nhưng máy tính nó trục trặc mãi không lên, nó đợi nó từ 10 giờ cho đến 11 giờ nó vẫn chưa lên anh em ạ. Thì mình vừa mới phải tháo ra vệ sinh lại giam giếc rồi thì lung tung cả các thứ, xong mình còn phải cài lại Win, thế là mất toi một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ liền. Thế là đâm ra bây giờ mình livestream được. Rồi, xin chào mọi người, hello các anh em. Hôm nay Cường sẽ hướng dẫn mọi người setup Neat Image 7.6 Pro và chia sẻ cái phần mềm cũng như là các cái thông số cho anh em nhá. Nếu mà anh em nào mà chưa từng qua kênh của mình lần nào hay chưa từng biết đến kênh của mình thì đừng quên sub kênh ủng hộ cho Cường để chúng ta cùng nhau học hỏi và cùng nhau chia sẻ những cái điều tốt nhất đến thời điểm hiện tại bây giờ nhá. Rồi, chúng ta sẽ đến với setup. Cái link tải setup mình sẽ cho anh em ở ngay cái đường ở bên dưới ấy. Anh em nhớ là kích vào mô tả để xem nhá. Đây, Neat Image của mình là nằm ở đây. Neat Image 7.6 Pro. Mọi người đây mình sẽ cho nhỏ cái Neat này lại. Mọi người nhớ nhá, đừng chạy cái Neat Image Pro Standard. Đây mình sẽ xóa cái này đi. Và ở đây anh em chỉ chạy cho mình hai cái phiên bản này, đó là 32 hoặc 64 bit. Rồi, xin chào Trịnh Huy Hoàng, hello 47 anh em và 7 anh em ở bên YouTube. Ở đây nhá, anh em kiểm tra Win cho chúng ta bằng cách đó là anh em chọn vào cái ZPC, hoặc các anh em nào mà dùng Win 7 thì anh em hình như nó là My Computer hay sao ấy, mình không nhớ tại vì lâu lắm nó không dùng Win 7 từ 2010 đến giờ, à 2015. Anh em tích chuột vào cái ZPC, sau đó thì anh em chọn Protit, sau đó thì nó sẽ hiển thị ra cái thông số máy của chúng ta. Ở đây thì nó sẽ có thể là anh em ấn vào cái phần System Prepare này. Đó, nó sẽ chọn, nó sẽ hiển thị cho anh em là 64 hay 32. Nếu mà 64 thì anh em chọn cái 64 này cho mình. Đó. Thì ở đây mình sẽ rules admin, anh em cấp quyền cho nó chạy, xong đó thì chúng ta lệch thôi. Ấn yết rồi lệch một số cái máy của anh em thì bị nó sẽ hỏi. Còn đây thì mình tắt nó đi rồi. Đó, sau đó thì anh em ấn ISO thôi. Nhưng mà như này thì anh em lưu ý nhá, không click như này, click như này là nó không vào Photoshop. Chúng ta sẽ back quay trở lại. Đấy. Anh em cứ finish đi, xong chúng ta cài lại nhá. Rồi, ở đây mình sẽ click và anh em tích vào cái dòng IF sheet này. Đó, sau đó thì anh em click cho mình đến cái dòng này là cái dòng mà dừng lại. Rất là nhiều anh em hay bị bỏ qua cái đoạn này. Mình sẽ phải hướng dẫn anh em kỹ một tí. Thì cái đoạn chỗ này thì anh em vào cái bowl này cho mình này, vào bowl. Anh em đợi tí mình sẽ đẩy quạt thấp xuống, hơi ồn. Đấy, vào cái bowl này. Sau đó thì anh em vào cái Win cho mình, cái ổ Win nhá, cái chỗ mà chúng ta cài đặt Photoshop. Ở đây anh em vào Program, sau đó thì vào Adobe. Và ở đây mình có cái CC 2020 và anh em vào phần plugin, anh em ấn OK vào đây cho mình như thế này là xong. Rồi chúng ta sẽ ấn Next và anh em cứ Next tiếp tục đi cho mình. Và đây này, nó có cái đường dẫn này, C Program Adobe này, như này chúng ta mới cài được thành công nhá. Rồi sau đó thì anh em ấn next cho mình. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ bật Photoshop lên để chúng ta sẽ crack, hoặc là chúng ta sẽ nhập cái series của Photoshop vào. Hôm trước mình có hướng dẫn sơ sơ cho anh em rồi nhưng mà nó không được chi tiết cho lắm, cho nên là hôm nay mình quyết định hướng dẫn lại cho anh em. Đây, anh em khởi động Photoshop nhá. Cái này nó có thể hỗ trợ từ CS3, CS2, CS3, số 8 như cũng hỗ trợ hay sao ấy. Mình cũng không nhớ đâu, nhưng mà tại vì chưa cài bao giờ. Còn ngày trước thì mình cài CS3 chạy vẫn rất là ok. CS3 thì anh em chỉ việc chọn lại cho mình cái đường dẫn của nó đúng chính xác là được nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ tìm một cái tấm hình nào đó để chúng ta sẽ chạy mịn thử và chúng ta sẽ điền cái series vào. Ok, ở đây mình sẽ tìm một cái stock nào bất kỳ đi. Hỗ trợ bình thường bạn ơi. Mình sẽ kiếm một cái tấm hình nào chân dung này, rồi thì mấy cái tấm bình thường chúng ta làm cũng được. Nói chung là cái tấm hình của chúng ta thì đây, mình sẽ tìm đây một cái tấm này của bạn Trọng Art. Cảm ơn stock của Trọng Art nhá. Đây, mình sẽ hướng dẫn anh em chép cái series này. Có khá là nhiều anh em không biết sử dụng cái Neat Image và cũng không biết cách cài đặt, mặc dù chúng ta có bộ cài rồi. Đây thì anh em vào filter cho mình. Rồi ở đây thì nó sẽ có cái dòng cuối cùng này là cái dòng Neat Image, thì anh em chọn cái zero. Đây, sau đó thì nó sẽ ra cái phần mà chúng ta sẽ phải nhập cái key vào đây. Thì ở trong cái bộ cài nhá, mình sẽ cho anh em luôn cả cái key ở trong này. Thì đây, cái dòng mà có chữ series này này, anh em tích về cho mình một cái. Sau đó thì anh em chép cái series. Ở đây anh em ấn chép, nên nhớ là đừng có chép bị thừa hoặc là đừng có bị thiếu cái gì nhá. Anh em chép thừa một dấu cách thôi cũng không được. Rồi bây giờ anh em chép cái dòng name này vào cái đây, anh em paste vào đây cho mình. Sau đó thì cái phần code này thì anh em chép nó vào. Và anh em nhớ là chép vào dòng code nhá. Một số bạn chép vào cái dòng này thì nó bị sai. Anh em chép vào cái dòng này cho mình, sau đó thì ấn ok. Còn những cái chỗ khác thì kệ nó, không cần quan tâm. Rồi, đây là giao diện của Neat Image 7.6 Pro. Ở đây thì anh em phải load cho mình một cái profile. Ở đây thì anh em load profile bằng cách chúng ta tích vào cái hình cái thơ mục màu xanh ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở về với cái chỗ thư mục mà chúng ta cài đặt. Thì cái này thì tùy mỗi ổ cứng của anh em sẽ có một cái. Rồi sau đó thì anh em vào trong cái thư mục nhá. Nó trong cái phần có chữ chung ok này. Thì cái này ngày xưa mình xin của thằng Trung. Thằng ấy nó cùng quê với mình, nhưng mà giờ nó về Thanh Hóa rồi. Nếu mà thằng Trung có xem được clip này thì cảm ơn đến Trung nhá. Rồi, mời anh em đi cà phê. Rồi, ở đây thì nó có cái chữ S3Pro.dnp. Thì anh em open nó ra cho mình. Và sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái... Đây nó sẽ có Device Log Profile. Và đây sẽ là Log Filter Setting. Thì anh em tích chuột sang cái Filter Setting để cho cường. Và chúng ta chọn Tool. Anh em ấn Advanced Mode. Đây nó standard mode thì nó chỉ có 2-3 cái dòng này thôi. Và bây giờ thì mình muốn nó được nhiều hơn nó nữa thì chúng ta sẽ chọn advanced mode. Đấy. Thì đến đây là chúng ta đã gần như thành công rồi. Thì chúng ta sẽ chỉ load thêm cái profile vào nữa thôi là xong. Thì ở đây chúng ta sẽ tích chuột vào cái ô cái hình như thư mục màu hồng này. Sau đó thì anh em chọn đến cái phần cài đặt, sau đó thì anh em load nó ra thôi và anh em vào phần chung ok. Ở đây thì nó có 1, 2, 3, 4, có 5 cái thông số. Cái HK3 này để chạy ảnh phóng lớn giúp cho cái tấm hình của chúng ta nó rất là đẹp. Đây anh em có thể nhìn thấy ở đây đó là cái da của chúng ta nó nổi hạt lên là một này, xong đó thì nó gai thêm một xíu nữa, cảm giác da đã rất là phê. Đây là cái HK. Còn cái căng mọng này thì nó sẽ giúp cho hình của chúng ta nó căng mọng nhưng không có gắt, thì tùy vào nhu cầu sử dụng của mỗi người thôi. Anh em thích thì cái nào dùng cái đó. Còn cái chung album này thì nó mịn hơn, nó bết hơn một tẹo. Thì cái này chúng ta sẽ để chạy ảnh thẻ, ảnh CP2, ảnh 13-18 hoặc từ cái 20-30 trở xuống nhá. Rồi, còn tiếp nữa là OK với chung TN này thì nó tùy từng cái thôi. Mỗi một cái nó sẽ có một cái đẹp riêng. Thì cái này mình cũng có share cho anh em luôn, tặng cho anh em luôn, cho anh em dùng nó thoải mái. Anh em mà có bản skin 3.0 thì như share cho Cường nhá. Rồi, đây thì mình sẽ chạy cái HK3 bởi vì đây là một tấm ảnh nguyên gốc, có nghĩa là mình chưa có gì sai của bạn Trọng Art. Thì anh em có thể thấy là cái lít này chạy rất là đẹp, rất là ngon và nó làm cho cái da của chúng ta nó sạch đi rất là nhiều. Nếu mà so với một số cái panel thì mình nghĩ cái Neat Image này nó còn đẹp hơn là mấy cái panel. Nhưng một số cái panel mà anh em muốn mất tiền mua hoặc những cái panel cao cấp thì nó đẹp hơn. Hoặc chúng ta có thể dùng kết hợp được cả panel cũng như là Neat Image. Thì Cường có một cái panel duy nhất thôi chứ Cường không có dùng nhiều. Một cái duy nhất panel và rất đơn giản, chỉ cần đủ những cái chúng ta cần dùng thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ chạy cái HK này nhá, và chúng ta sẽ ấn Apply. Đó. Nhưng mà ở đây thì chia sẻ với anh em đó là Cường không có chạy nguyên một tấm hình, thì cũng giống như cái skin hồi trước. Ở đây Cường sẽ di nó lên một cái layout. Anh em ấn Ctrl G lên cho mình và sau đó anh em vào Filter. Chúng ta sẽ vào Neat Image. Một cách khác để chia sẻ với anh em nữa đó là chúng ta chọn Ctrl Alt F hoặc là áp dụng cái, hay nói cách khác ấy, đó là chúng ta áp dụng lại cái lệnh chúng ta vừa mới làm xong. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ áp dụng lại cái lệnh và chúng ta sẽ tạo một cái layer mask và chúng ta sẽ brush lại nó. Thì chúng ta sẽ có được những cái phần mịn nó ưng ý. Ở đây thì anh em giữ Option An để chúng ta tích chuột vào Laser Mask và chúng ta brush lại cho nó đẹp. Thế thôi, đơn giản đúng không anh em? Đó, đây mình sẽ brush cho nó. Mình thích cái phần nào nó mịn, thích cái phần nào nó căng bóng thì chúng ta sẽ brush vào chỗ đó. Còn nếu mà anh em mà thấy nó mất chi tiết nhiều quá thì anh em giảm opacity xuống để giữ lại chi tiết cho tấm hình, hoặc là chúng ta có thể là làm sao mà để cho tấm hình chúng ta nó OK nhất là được nha. Đó, như này này. OK, con dê như thế này là mình đã làm ra cho anh em xem con ảnh rồi. Rồi, thêm một cái thủ thuật nữa nhá. Đó là mình sẽ sử dụng cái performance ở trong Photoshop. Đây là cái phiên bản 2020. Mình đang sử dụng cái 2020. Cái này nó là bản cũ thôi. Hôm nay mới có thấy phiên bản 2021 rồi, nhưng mà thôi đợi mấy hôm nữa nó ổn định thì mình sẽ sử dụng. Mình sẽ hướng dẫn thêm cho anh em một vài cái thủ thuật nhỏ. OK, cảm ơn Trọng. Đó là anh em ấn vào cái Ctrl K ở trên bàn phím hoặc anh em vào Editor và đây anh em ấn vào cái Zero này thì chúng ta sẽ ấn vào đây. Sau đó thì anh em chọn vào cái giao diện thì anh em ấn vào cái phần interface này. Cái này là cái giao diện, cái bộ mặt của cái Photoshop thì mình sẽ chọn giao diện màu đen. Sau đó thì ấn vào cái tool. Chúng ta có thể zoom ảnh bằng cái con lăn của con chuột. Đây này. Anh em zoom vào cái con lăn này. Đó. Anh em tích 3 cái zoom vào đây cho mình. Cái này là mình chia sẻ cá nhân thôi nhá. Còn tùy anh em muốn dùng hay không là tùy mọi người. Còn phần performance, thì khuyên anh em nên tích chuột vào cái UG Graphic Processor. Cái này để giúp cho chúng ta sẽ tận dụng được tối đa cái cạc hình của chúng ta. Còn cái phần RAM đây, cái RAM của mình thì nó khoảng 24GB, thì dung lượng thực của nó khoảng 22GB thôi. Thì đây mình để 15GB. Thôi cái này cái để mặc định đi, 15GB là quá dư thừa cho Photoshop rồi. Đấy. Còn cái history status có nghĩa là cái trạng thái của quá khứ ấy, thì cái này anh em để lên cho mình khoảng 500 hoặc là 1000 đi, cho anh em muốn quay lại bao nhiêu cũng được. Đó. Đây là cái mà mình hay đặt trong Photoshop khi mà mình mới cài đặt xong, mình hay đặt nó như thế. Rồi nhá. Và xong cái này. Như vậy là mình vừa mới hướng dẫn anh em, chúng ta vừa cài đặt này, vừa hướng dẫn sử dụng này, rồi thì cách loát profile, cách loát thông số, rồi thì cách chạy mịn, rồi cũng như là chúng ta cài đặt Photoshop. Rồi, ok. Clip của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu như anh em thấy hay thì đừng quên subscribe ủng hộ cho Cường, và cho Cường xin một like, một share, và đừng quên bấm chuông để không bỏ lỡ clip nào hay nhất. Và anh em đừng quên tham gia group học chụp ảnh online, cũng như là mình có thêm một cái group nữa, đó là freelancer, để kết nối tất cả anh em freelancer không những ở Việt Nam mà còn tất cả anh em ở trên thế giới, để chúng ta có thể chia sẻ với lại giao lưu lẫn nhau, để chúng ta có được những cái kinh nghiệm tốt nhất và chúng ta xử lý ảnh hay nhất nhá.